Xin chào nhà ha. Thì hôm nay giới thiệu cho các bạn một cái mặt bông đẹp ha. Đó là bông giảo xoắn ha. Hôm nay nó trổ bông gió nè cả nhà. Nó trổ bông gió đẹp quá cả nhà ơi. Quay cho cả nhà xem ha. Trổ bông gió đẹp nè. Trên đây đựng bông nữa nè. Bông thì tương đối ok ha. Nè, coi bốn ngón tay của tôi nè ha. Được bông hai bông, bên kia chắc được bông nữa kìa. Đây hai bông luôn. Cả nhà thấy không? Nè, ôi ôi, cái bông nó khích rịch mà nó đẹp. Và cái ưu điểm của cây giảo sắn này là nó mới đẻ ra, là cái tược non ra nó sắn 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 này nè. Thì cái giống này cũng lâu năm rồi. Thì cô bác anh chị nào thích thì chơi ha. Thì liên hệ mình ha, lấy giống này về chơi. Thì mình ghép bằng ngón tay, liền cốt cao khoảng 2 ga ha, cỡ 4-5 tấc á. Cây già mùa ha, 3 mùa rồi đó. Và cây bây giờ mình cũng lên nút lên nụ rồi cả nhà. Mình phun kích nụ ha, vừa phun vừa tưới nó lên nụ rồi. Giờ cây nói chung cây nào cũng lên nụ đó. Nó lên ra đầu đọt luôn nè. Thì cô bác anh chị nào thích thì chơi ha. Nó lên ngay cái đọt là nó ra nụ luôn rồi đó. Nói chung là nó già. Cây mà mình ghép 3 năm là nó già cành liền cốt, mà cây nó lực lực bông dữ dằn lắm. Thôi ha, xin dừng video ở đây ha. Thì cô bác anh chị nào thích cái giống loài như thế này á, thì liên hệ mình ha. Thì mình có những cái loại vòng vòng để mình ghép đủ thứ á, để chia anh em với phục vụ Tết. Thì giảo sắn cả nhà thấy mê không? Nè, giảo sắn mà để bàn thì mình loại có loại này ha. Nè, nút nụ lên là nhóc rồi nè. Và cây mình ghép già mùa nè, nó lên. Còn những cây này thì nó lớn ha. Còn những cái cây mà mình nuôi trong chậu này nè, thì nó bằng ngón tay, liền cốt 2 gan là chơi là ok. Thôi xin chào ha, chúc nhà vui vẻ. Thì ngoài việc may ghép thì may tàn cũng nhiều nhiều lắm, may trin rất là nhiều. Thôi xin chào ha, chúc nhà vui vẻ.